Bây giờ bữa ăn bình dân là có rồi. Sai một ly là đi một bữa đó. Nhưng mà xác suất tìm được chữ Thịnh là bao nhiêu phần trăm? 100% à. Chơi ly. Bây giờ nhà mình chơi không? 1, 2, 3 có chơi không nè? 1, 2, 3 chơi. Mệt quá rồi, bây giờ phải ăn thịnh soạn thôi. Hồi nãy giờ em đang đâu giờ cố gắng coi có đào được không, mà không được thôi mình chơi đi. Vậy thì luật chơi của thử thách mới như sau. Anh chị sẽ ngồi lại nói với nhau bằng chân để hợp thành một đoàn tàu, di chuyển từ điểm A đến điểm B trong thời gian quy định thì sẽ chiến thắng. Điểm A điểm B là bao nhiêu xa em? Từ Vinh Thanh cho tới Mỹ Khê. Tới Mỹ Khê đúng hả? Đúng rồi, Mỹ Khê. Mỹ Khê Đà Nẵng á. Nhưng mà nói là sao, là hai cái chân kẹp 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 vô cái bụng đó hả? Không, nó là vậy nè, nó minh họa cho nó gác lên vậy nè. Hả? Cái gì vậy? Không phải vậy, vậy, vậy ơi. Cái gì dữ vậy? Người ta ngồi. Thiệt tình luôn á. Em chỉ minh họa thôi mà. Chương trình hỗ trợ thêm cho hai gia đình mình bằng việc sẽ giữ bé Bảo Bảo miễn phí. Anh chị có muốn nhận hỗ trợ này không ạ? Đâu, đi chưa? Nghe chưa? Qua đây nè Thanh. Tôi không thấy nữa. Qua đây nè. Rồi ok. Qua được qua nữa. Rồi. Mình đừng có ăn gian anh ơi, người ta đánh giá. Ai biết đâu. Rồi ngay rồi phải không? Rồi, em tới ngay rồi. Sao đứng đây nó vẫn thấy méo vậy? Đây nè. Rồi. Đúng rồi. Ai vậy nè? Cái gì vậy? Đây anh làm cho đi. Em không có sức đâu. Ba ơi, đừng có ăn gian nữa. Không có đâu con ơi. Đừng thấy ba đang ăn gian kìa. Thì ngon luôn đó, chơi cái này. Xích lên miếng nữa Đạt ơi. Bỏ vô, bỏ chân ra cho ông xích lên chứ gì cho mệt vậy. Cái Đạt ngay cái cục cờ giùm em cái coi, mệt lắm. Rồi, xỉ lên. Chưa, từ từ. Con ơi, vì cái kẹo của con thôi. Sau khi chứng kiến những cố gắng chơi ăn gian của các anh chị thì thời gian để hoàn thành thử thách này là 59 giây. Ơ kìa, tại sao kỳ lạ vậy? Nhưng mà xí cho chị hỏi là thua rồi thì có được ăn bình dân lại không hay là nghỉ ăn luôn? Nói vậy là hiểu rồi, hỏi trả lời chứ nữa. Ừ, đừng có lo, em có tiền, em lát em dắt anh chị ăn được. Mình không có thua đâu. Chương trình này là gì? Nhà mình có nhau. Đúng. Có đói cũng có nhau. Ok. Lấy xa cách sao tới vậy? Đúng. Ở nhà mình còn thịt heo quay. Đúng rồi. Bây giờ mình đếm 1, 2, 3 là nhà mình có nhau cả nhà. 1, 2, 3 Nhà mình có nhau. 1 phút mặc dù là đã chơi ăn gian. Em đã nói anh đừng có ăn gian rồi. Hả? Anh thiệt một mình anh là hô hết rồi đó. Bây giờ là không có ăn luôn. Là do anh nói thiệt. Ủa cái đầu mình đàn chết rồi mà. Em nói thiệt, hồi nãy là cái sự xuất hiện của anh là em thấy mắt em giật giật là em đi rồi. Alo. Em tưởng cát vô nhưng mà em xui rồi.
tôi có bao nhiêu sức tôi cống hiến hết cho cái nhà này. Thôi đi, thôi đi. Chương trình xin thông báo bởi vì đã thua cuộc trong cả hai thử thách vừa rồi thì bữa ăn thịnh soạn lẫn bữa ăn bình dân cũng không còn. Cho một nét nhạc buồn khúc này nha, em nói lại câu đó coi. Bữa ăn thịnh soạn lẫn bữa ăn bình dân cũng không còn. Trời ơi, mình ăn gì đây chị? Trời ơi, bảo tâm. Thôi anh ơi, thôi anh ơi. Tuy nhiên, nhìn thấy được sự nỗ lực và tinh thần có nhau của anh chị nên chương trình phá lệ quyết định vẫn chiêu đãi anh chị bữa ăn. Bữa ăn thịnh soạn. Non chi mong nữa. Em cảm ơn anh Thành nhiều lắm. Tất cả là nhờ anh. Hồi nãy anh vừa tới cái nắm trái em giật giật là anh thấy hên rồi. Hay quá, cảm ơn anh. Gì bữa ăn thịnh soạn anh sẽ không nói gì nữa.